Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuanhc.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tuanhc nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau ở khu cảng Galapagos. Và nội dung của cái video clip này đó chính là mình sẽ đi tìm một combo băng để dắt lên người con nhân vật của mình, và cho anh em thấy được là vẻ đẹp của combo băng khi mà anh em dắt lên người nhân vật nó là như thế nào anh em nhé. Đẹp lắm anh em ạ. Và trận đấu này của chúng ta sẽ là trận đấu solo squad. Rồi, vừa xuống cái là đã thấy sắp lọ rồi đấy anh em ạ. Rồi, thêm một khẩu SK nữa. Đi à bờ luôn. Ồ, hóa ra là bạn ấy solo squad anh em ạ. Trời ơi, solo squad mà lại gặp tuanhc là thôi rồi. Lượm ơi, đi chết đi. Ok, mình thấy có một team nhảy ở cuối cảng nữa anh em ơi. Mà từ từ đã, cứ phải gọi là nhặt thêm một chút trang bị đã. Không tí nữa là không có thời gian để mà nhặt đâu. Đấy thì tí nữa mình sẽ để khẩu súng M16 này làm khẩu súng táp anh em nhá. Bắn ở map Erangel này mà để M16 táp là cũng hơi nguy hiểm đấy. Nhưng mà không sao cả, lời hứa là sử dụng combo băng rồi, cho nên là không được thất hứa anh em ạ. Ô, có tiếng. Ui giời, chỉ là một con boss thôi. Hú hồn con trồn. Trong khoảng thời gian sắp tới đây thì khẩu súng mini 14 của chúng ta cũng sẽ có cái skin băng anh em ạ. Tuy nhiên thì theo như anh em nói, cũng như là theo như mình đã tìm hiểu, thì skin băng đó là một cái skin băng giống như kiểu nó dán skin thôi, chứ nó không phải là một dạng skin băng giống như khẩu M16 đâu. Vì vậy là những anh em nào giống như kiểu mình mà yêu thích những cái họa tiết băng ấy thì có thể. Rồi, lại thêm một chú boss nữa anh em ạ. Đây rồi, AK đây rồi. Đó, đây là khẩu AK và khẩu M16 đây. Hai khẩu gọi là mới ở trong tựa game PUBG Mobile. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là AK băng của mình nó còn hơi xấu anh em ạ. Nó không đẹp như khẩu M16. Khẩu M16 thì cái băng của nó, cái ngoại hình của nó khá là sáng. Còn khẩu AK thì mình nghĩ là chắc là phải nâng đến level 7 thì nó mới sáng rực rỡ như là khẩu M16 được. Cho nên tí nữa mình sẽ đi tìm khẩu M4 và mình update. Vừa nói xong anh em ạ, có ngay M4 đập vào mồm. Ok, đó, anh em thấy chưa? Ở trên đấy này. Nào, người tiếp theo. Còn ai không? Hello. À, ngó này anh em này. Giết luôn. Giết luôn. Không cho cứu luôn. Ôi, chỗ bà kho cũng còn một team nữa rồi anh em ạ. À, thế là trong đây có hai team lận. Càng nhiều thì lại càng vui. Đâu rồi? Có tiếng chân. Đây rồi, đây rồi. Một tên vào kho rồi. Còn một tên nữa đứng ngoài canh cho bạn ạ. À, rồi rồi rồi. À, đủ. Như vậy là cả hai tên đều vào kho. Hello. Hello. Trời, xong luôn. Vâng, quá là dễ dàng. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái team ở chỗ ba kho. Chắc chắn cái ở chỗ tiếng súng ở chỗ ba kho là tính người anh em ạ. Không thể nào là bot được. Bình tĩnh thôi. Ủa, đồng thuế. Ui, vãi nồi, hai thằng ở trong kho đấy, xong lại có tiếng chân ở ngay cạnh mình nữa. Thôi thôi thôi, tránh coi chẳng xấu mặt nào anh em ạ. Tìm góc thuận lợi để bắn. Giờ máu me nước nôi chưa có thế này nguy hiểm lắm. Nào. À, nhìn bẩn tuanhc anh em ạ. Đậu phộng, nhìn khá là ghét luôn đấy. Rồi, trêu người mình này. Thế mình thề luôn, mình tẩn vào mắt mấy thanh niên này một trận mới được. Nhìn như thế này là nhìn hơi đều rồi đấy. Không có bình nước nào cho tôi nhỉ. Đã kể có bình nước thì mình cũng tự tin công đấy. Ui, thanh niên ở trong kho này. Mình nhá bom đi bạn ơi. Rồi, chắc chắn là quả bom đấy không nốc với bạn ấy rồi. Bởi nốc là đã báo rồi đúng không? Nào quả này. Cái đền. Ấy, anh em thấy chưa? Hôm nay tôi đáp gần anh em thấy cái hiệu ứng của quả bom nết khi mà nó vỡ chưa? Rõ ràng là có hiệu ứng vỡ mảnh nhá. Nói chung nó không có hiệu ứng diệt thôi, còn hiệu ứng khi mà các bạn thấy quả bom nổ ấy. Ôi, thôi anh ơi, em biết em sai rồi. Phộng đang liên thuyên về quả bom anh em ạ. Đấy, những mảnh băng nó vỡ nó tung ra nhìn trông khá là đẹp luôn đấy. Đó. Nói chung là hai khẩu súng này là hai khẩu súng khá là đẹp. Và quả bom băng cũng là một quả bom khá là đẹp anh em ạ. Đã kể quả bom băng mà khi cầm trên tay nó cũng là một cái khối băng nữa thì ui dồi ôi, nó cứ phải gọi là tuyệt vời ôm mặt rời luôn anh em ạ. Rồi từ mình chạy ra cái chỗ đầu cảng mình cam các bạn đấy. Ui, tiếc thế không cá hết một con bot đấy anh em ạ. Đùng má con cá. Rõ ràng mình vừa thấy cái xe chạy ở đây mà giờ lại không thấy đâu nữa anh em ạ. Vô lý. Ồ, đây rồi. Tiếng súng đây rồi. Vào thôi anh em ơi. Ôi cái đệt. Ui ui. Vãi nồi ạ. Một pha xe bay gọi là hú hồn con trồn luôn. Nào. À, nghe cái tiếng này hình như trên mái nhà anh em ạ. Nhưng mà cũng có thể là không, bởi vì là nếu trên mái nhà thì nó đã lòi ra để cho mình nghe thấy rồi chứ. À, để cho mình nhìn thấy chứ. Rồi còn cứ tống một quả lên mái nhà cái. Có người biết ngay này. Không chết anh em ạ. Thế chắc trong nhà rồi. Từ từ mình check cái mái nhà lại một lần nữa. Không có rồi. Ok. Ui, tầng 2 rồi anh em ơi. Đủ má con cá. Ăn bom. Ôi, trên mái. Ui dồi ôi. Nghe cái tiếng xé băng đít lần này không thể quên đi đâu. New timer. Ui dồi ôi anh em ơi. Ui dồi. Chạy trên đồi nó cũng phải gọi là đông luôn đấy. Rồi. Kiểu gì thì bạn, các bạn cũng sẽ chết với mình thôi. Nào. Chuẩn bị đi chết đi. Ok. Flash này tí nữa mình sẽ bắn sau anh em ạ. Nào. Giờ mà vẫn còn nằm ngắm hai. Mr. Mau la. Rồi, chết đi. À, chỗ này có cái chỗ gì đó là vướng vướng anh em ạ. Bắn đạn nó không qua. Xe các bạn ở đây. Tí nữa thanh niên nào mà lên xe cái là tôi cứ thế buồng lái tôi vã đạn mà thôi anh em ơi. Quá là easy luôn. Sợ nhất là đang đứng ở trên mái nhà bắn nhau tự nhiên thanh niên nào đó vòng ra phía sau cho mình một đống đạn vào đít. Hỏng rồi. Ngoài bo rồi anh em ạ. Ô, thanh niên vẫn đứng nhìn mình kìa. À, khá lì lợm anh em ạ. Khá lì lợm đấy. Lì này. Vâng. Bắn gọi là táp gãy tay mới trúng được một viên. Xa quá. Khẩu M16 này nó chỉ phát huy tác dụng táp ở cái khoảng cách khoảng tầm 200m đổ xuống đây anh em ạ, là ngon nhất. Chứ ngoài 200m ra thì táp khẩu này nó hơi sida một tí. Đây, mình sẽ lấy xe mới luôn. Con xe của mình sợ là nó hơi bị sứt mẻ một tí rồi. Ok. Đẩy lên nào anh em ơi. Nhưng mà tôi sẽ không đẩy thẳng vào đồi đâu anh em. Tôi sẽ đẩy lên căn nhà Doraemon này. Đó, sau đó lên nóc nhà ngắm các bạn ấy. Hợp lý. Đây. Rồi, ok. À, bắn nhau ghê đấy. Rồi, các bạn cứ bắn nhau đi. Tôi lên đây tôi nhòm mà tôi thấy được thanh niên nào nhá, tôi bắn tôi gạt bằng chết thì thôi anh em ạ. Tiêu chí của chúng ta bây giờ đó là nốc được ai là phải gạt ngay lập tức. Đây rồi, xe các bạn ấy ở đây rồi. Chết. Chết các bạn rồi. Ok. Tuần nay mà ở trong bò, thề với anh em là tôi bắn luôn cái flare gun lên trên trời để dụ các bạn ấy đến. Nào, xe ở đây thì người ở đâu? Phải bình tĩnh anh em ạ. Ở cái rank A này mà các bạn nóng nảy một cái là các bạn ỉa chảy ngay. Đó, chạy kìa. Úi trời ơi. Ôi, nghiêng người. Ôi, ngó xem có người không kìa. Ôi, ngó vào đây không thấy người rồi. Từ từ lấy thêm một chút thông tin nữa anh em. PUBG Mobile là một cái tựa game mà anh em càng có nhiều thông tin ấy thì các bạn càng có nhiều mặt lợi thế so với địch. Các bạn sẽ nắm bắt được cơ hội. Cái lúc nào là các bạn lên bắn. Đấy, như lúc này là không nên bắn anh em ạ. Đấy, cứ để cho thanh niên đấy chạy đi. Bây giờ nhé, chỉ cần tiến lên ra khỏi tảng đá là bạn chết với mình. Đây rồi. Chạy đi đâu, làm gì còn đường. Làm đường nào để mà chạy nữa đây. Chạy à. Đó, tại sao mình không bắn khi mà thanh niên đấy ở một cái góc trống nhưng mà lại ở sau hòn đá đấy? Bởi vì là mọi tình huống mà mình thấy ở sau hòn đá đấy đều sẽ khiến bạn ấy nấp ngay sau viên đá. Và nếu mình thấy không chuẩn là kiểu gì cũng tạch anh em ạ. Bây giờ còn một thanh niên nữa ở trên đồi này, cứ bình tĩnh thôi. Đừng nóng này. Đừng nóng máy mà cháy mất cái buji anh em ạ. Nào. Ra đây. Ôi tôi sợ lắm. Lại 5 này. Vu vơ mình lại bị gọi là con rắn nó mổ. Pha đấy lại có một pha hú hồn con trồn cái là chết. Lên xe đi khu anh em ạ. Đây rồi, có tiếng xe. À, bạn ấy cũng lấy xe đi anh em ạ. Đây rồi, úi trời ơi. Chỉ có một người thôi hả bạn ơi? Đồng đội đâu? Nào, come on. Xe bây giờ nó lại là chậm rồi. Thôi chia buồn với bạn nhá. Đi chết cùng với cả những người đồng đội đi. Rảnh tay làm bát cháo hành đi. Ok, bây giờ thì chúng ta yên trí vào bo rồi anh em. Cứ tăng vào bo thôi. Trong bo còn 16 người nữa cơ mà. Bây giờ mới được có 10 mạng. Nói chung là 10 mạng tại cái thời điểm này cũng là một con số mình có thể được gọi là chấp nhận được rồi anh em ạ. Bây giờ mong rằng từ đây cho đến bo cuối mà ăn được thêm 10 mạng nữa là hợp lý. Nhưng mà 16 mạng, ui dồi ôi, vãi nồi, lại còn bắn được nhau đấy kia nữa thì còn làm ăn gì. Như vậy là 15 người nữa còn ở trong cái vòng bo này. Ngoài mình ra, đó. Mà ăn trên tổng số 10 mạng, tức là phải ăn 2/3 số lượng người còn lại. Ui dồi ôi, đấy, vừa nói xong thọt mất một người rồi. Ok, cái vòng bo này lại là cái vòng bo đẹp này anh em. Mình sẽ lên cái nhà tập thể. Đấy. Cái biệt thự ở đây anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ không chọn mấy cái biệt thự mà có nóc đâu. Đây ai. Rất thích những cái biệt thự không có nóc như thế này anh em ạ. Công thủ nó đều có lợi hết. Và nó thoáng anh em ơi. Mình có thể đứng ở trên nóc và bắn mọi nơi ở trên thế giới này. Chứ nó không giống như cái nhà có nóc, nó hơi bị tù. Là anh em chỉ được bắn qua cửa sổ thôi. Còn đây các bạn có thể lên nóc và bắn cả thế giới. Đấy. Cứ thằng nào ve vãn đến gần là xe. Dừng lại đây các bạn ơi. Ôi. Cháy. Anh ơi có cháy. Ui thế mà không chết kìa anh em ơi. Đánh rồi ạ. Như vậy mà không nổ. Mẹ ơi. Người ta gọi đây là hư cấu. Chạy mất tiền. Ô lại xe. Đệt. Bạn đùa mình à? Vãi nồi cũng lại cháy luôn. Đệt. Làm quả flare gun nào. Gọi flare gun ra đây. Đấy. Hôm trước thì nhiều bạn nói với mình là anh ơi sao anh có flare gun anh lại phá. Anh như thế là phá game thế. Tôi không hiểu cái khái niệm khám phá game nó là như thế nào anh em ạ. Nếu mà các bạn nào mà đã ui dồi ôi đua xe bắn súng à. Ô, bên này có người. Từ từ đã, tí nó tâm sự về flag ăn sau nhá. Nào, tiễn bạn lên đường. Lên đường. À, thanh niên vẫn bỏ anh em ạ. Ôi, đi chết đi. Đấy, thì nếu bạn nào mà theo dõi mình cũng như là xem mình từ lâu rồi, mình là một con người mình không thích bắn flag gun anh em ạ. Cho nên là có flag gun, một là mình để đấy, hai là mình phá. Bởi vì là ngay cả team mình có 2-3 cái mình cũng toàn phá đi à. Bởi vì là đơn giản là team mình chỉ đi thích đi cướp thôi, chứ team mình lại không thích đứng đây đợi flag gun xuống cả. Cái căn bản là mình cũng thuộc dạng là có súng gì mình dám bắn súng lấy, chứ mình cũng không kiểu phải kén cá chọn canh. Có flag gun cũng phải bắn flag gun để lấy súng xịn. Cái đấy thì mình không có, vì vậy là có flag gun đối với mình nó một thứ thừa. Cái thứ hai là không dùng thì vứt đi, có vấn đề gì đâu anh em. Đấy là một cái chuyện tất lẽ mà dĩ ngẫu rồi. Không dùng thì chúng ta vứt đi bằng cách là chúng ta bắn bỏ. Đó, chả hiểu mấy ông vào kêu là như thế là hành động phá game. Vãi nồi ạ. Hack game thì các ông không lên án. Các ông bảo một thằng gọi là với phong cách bắn hổ báo cáo trồn, bắn một cái quả flare xong ngồi đợi dài cả mõm ra. Đấy, flare đây, ông nào thích thì ông ấy đến mà lấy. Đậu ngồi đợi flare là cái thứ mà tôi cảm thấy mất thời gian nhất anh em ạ. Anh điên của ta quá. Ơ, chết chết. Ui dồi, chúng bắn bớt táp đến gọi là mòn tay mới trúng được một viên anh em ạ. Xa quá. Những cái tình huống xa như vậy thì không phải là một lợi thế của khẩu súng M16 hay bất cứ một khẩu súng DMR nào anh em ạ. Tầm này thì chỉ có SR nó mới phát huy được tác dụng thôi. Đó. Tuy nhiên thì một số bạn nếu mà mình sử dụng combo băng này ở trong cái map Sanhok thì kiểu gì cũng lại có một số ông vào thắc mắc là ui dồi ôi, tưởng nào cầm M16 bắn ở Sanhok thì ai mà chả bắn được. Đấy, tôi lại phải vác M16 vào cái map Erangel. Tuy nhiên thì nếu mà muốn bắn tốt ở cái map này thì các bạn nên rút cái khoảng cách của mình với địch. Sau đó thì sử dụng M16 táp nó sẽ hiệu quả hơn là việc các bạn cứ bắn từ xa rỉa rỉa máu nó. Mover là ăn viên ốp vào mặt thì lúc đấy thì chỉ có cười thôi. Rồi, có tiếng ở đằng sau rồi. Ok, con dê. Ui, bắn căng thế nhở. Hình như tôi nghe thấy tiếng ốp đúng không? Đây rồi. Ôi, bạn chết với mình rồi. Nào, đứng dậy nào. Hơi khó nhìn một tí. Đây rồi. Ui dồi ôi, lại còn nằm nữa thì chết dở rồi. Đi chết đi. Còn một thanh niên nữa đang bắn ốp ở đây. Ui, thanh niên này mới là nguy hiểm này anh em. Thanh niên đang bắn ai mà cứ bắn cộp thế nhỉ. À, đây rồi, đây rồi. Nấp, lấp. Ui, tí nữa thì đẹp anh em ạ. Nó lấp từ vào sau cây. À, chạy này. À, qua này. Nào, người tiếp theo. Nhiều sniper lắm anh em. Phải di chuyển thật là có não. Bây giờ chỉ một phút sơ hở thôi là ăn hành ngay. Còn 6 người nữa. Ô, như vậy là ui, như vậy là không lên được con số 20 rồi anh em. Cố gắng liếm toàn bộ 6 người còn lại là lên được 19. Ui, liếm toàn bộ nghe nó hơi bị ghê đấy anh em ạ. Trên đồi kiểu gì cũng có thằng. Đó, tôi biết ngay mà. Kia kìa, hai thằng nó đang chạy xuống kia kìa. Nhưng mà tầm xa như thế này thoải mái đi. Bắn tôi là tôi cúi người ngay. Chắc chắn thanh niên này nhìn thấy mình rồi anh em ạ. 100%. Rồi, hai thanh niên, một thanh niên cạnh xe, một thanh niên cạnh cây. Rồi, tí nữa tôi sẽ cho các bạn một buổi tan trường. Mở góc bắn mình kìa anh em kìa. Trời ơi, làm gì có bữa cơm nào ngọt như thế. Nào, mở. Bạn mở góc dùm mình cái. Ui, vãi nồi. Bạn mở góc dùm mình cái. Trời ơi. Ui, đầy. Rồi. Nào. Ôi, hơi lỗi một tí anh em ạ. Tí nữa là cụ đi chân lạnh toát rồi. Thôi không sao. Lỗi tí thì mới là người chứ. Không lỗi thì có mà là thánh à. Từ từ mình đáp một quả smoke che ở trước mặt đã. Trời ơi, một pha thấy lú như con cú. Rồi. Cá cũng là sấy không được đâu bạn ơi. Mỗi lần chúng ta cuống là chúng ta mắc sai lầm ngay. Không có. Ui, trời ơi. Nào. Không cứu được bạn nữa rồi, còn đang bận bơm máu có phải không? Thêm trái smoke nữa. Mình sợ là ở phía hướng E là có người anh em ạ. Nên là cứ che cái hướng đấy lại cho nó an toàn. Rồi. Bây giờ thì mình sợ cái hướng này có người dã man luôn đấy. Ui, tớ lại sợ bạn quá. Nằm. Tưởng nằm mà đây rồi. Úi trời ơi, tưởng nằm mà là sống à? Đi chết đi. Đi chết đi. Đây rồi. Đi chết đi. Ui rồi ôi. Một chiến thắng tuyệt vời anh em ạ. Như vậy là mình đã giành cái top 1 với lượng kill cũng có thể gọi được gọi là chấp nhận rồi anh em. 17 kill anh em ơi. Và các bạn thấy sao về trận đấu solo squad với combo băng này? Anh em có thấy combo băng trên người của TuanHC nó có đẹp không? Hãy để lại bình luận và ý kiến của các bạn ở phía dưới video clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi mà mình có những cái video clip mới nhất cũng như là khi mà mình livestream nhá. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.